Chào cả nhà, nhưng cả nhà thấy chiếc SH chưa? SH đẹp ghê không? Ở sao nó có cái thùng để nón đồ đó cả nhà. Đỏ đen nha, chiếc SH 33. Chiếc này lâu đời rồi đó. Chiếc này nhìn nó rất là đẹp, nó ngầu. Chiếc này nam đi cũng ngầu lắm mà nữ đi cũng ngầu lắm á cả nhà. Chiếc SH này nó không có giống như SH bên Việt Nam nha. SH bên Việt Nam nó cao lắm. Cái yên sau nó chú nó nhổng lên, ở đằng trước nó chúi xuống. Còn cái này nó cũng ấy nhưng mà vừa vừa thôi. Thì cái này mình ngồi mình chạy được. Nhưng mà nó rất là nặng nha cả nhà. Chiếc này 3.000 mấy nha cả nhà. Là cũ rồi nha. Xe này cũ đó. Chứ còn chiếc mà mới đó, chiếc SH mới là 10 mấy ngàn nha cả nhà. Mà cái này là cũ rồi. Hôm trước có người bán một chiếc cũ cũng SH mà 3.500 euro. Xe cứu thương ta tí te xe cứu thương nữa cả nhà. Con bồ câu nó đi kiếm ăn nha cả nhà. Kiếm bánh mì đang. Nó đang ăn bánh mì.
khu phố ngày xưa. Phe cái đồng hồ nha cả nhà, đồng hồ người yêu cho nha, người yêu tặng. Giờ ra review phe cái đồng hồ cho cả nhà chơi đó. Hai mẹ con đẩy cháu ngoại đi chơi nha. Moi j'ai trois bouquets. Vas-y.
Bữa nay đi làm xong rồi bây giờ ra về đang ngồi đợi xe buýt để review cho cả nhà mình cùng xem thành phố ngày xưa. Nghe hai con bồ câu đang đi tới. Quá, bye bye cả nhà. Ay, 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 ay.